Trong 2 tháng, một nhóm đối tượng đã lừa đảo được 28 tỷ đồng của gần 100 nạn nhân bằng hình thức lừa đảo qua điện thoại. Thủ đoạn tâm lý mà chúng đã sử dụng là gì? Nhiều cơ sở thẩm mỹ phòng khám đã nói vống lên về công dụng của công nghệ tế bào gốc để làm đẹp.